Hello anh em nhá, uhm, Thì nói thật với anh em Nói thật với anh em là như thế này Từ nhỏ là nhà mình đã rất là nghèo rồi Nói thật rất là nghèo rồi Thì sang năm lớp 5 Mình mới bắt đầu vào trong Lâm Đồng này Tại vì hồi xưa người ta có cái khái niệm là Ai mà vào được Sài Gòn Ai mà vào được trong Nam Ai mà vào được trong Lâm Đồng Để lập nghiệp thì quá tuyệt vời Tại vì ở ngoài quê rất là nghèo đói Thực sự rất là nghèo đói ở cái thời buổi đó Thì sang năm lớp 5 là mình vào đây Mình vào đây mình vẫn học bình thường Không không có bỏ học để đi làm nha mọi người vẫn vẫn học bình thường thì mình học tới năm lớp 10 mình học tới năm lớp 10 thì lớp 10 mình mới chơi ngọc rồng bắt đầu đến năm lớp 12 thì mình lại bỏ ngọc rồng thì hết lớp 12 xong mình tập trung học bắt đầu mình cố gắng mình mới lên học đại học đó lên học đại học thì mình vẫn đi làm thêm nha mọi người như bao người khác thì mình vẫn đi làm thêm mình làm thêm mình kiếm tiền trang trải cho cuộc sống để bố mẹ đỡ vất vả gửi tiền lên cho mình đấy thì mình vẫn làm thêm mà trang trải cho cuộc sống thì học hết đại học á thì bắt đầu là mình mới đi làm ngoài làm ngoài thì làm được nhiều hơn sẽ được nhiều tiền hơn thì học cái đại học thì mình đi làm ngoài một thời gian mình đi làm ngoài một thời gian thì bắt đầu là có tiền trang trải cho cuộc sống bắt đầu dư giảm một chút ít Đấy dư giảm một chút ít thì gửi tiền vào cho gia đình Đấy vừa trang trải cho cuộc sống vừa nuôi gia đình Tại vì mình là con trai mà Vừa nuôi gia đình xong rồi vẫn còn dư lại một ít tiền Vẫn còn dư lại một ít tiền Dư lại một ít tiền mình mới uh, mở cái shop bạc à Còi ốc thi chiến bài com Shop bán 8 server an toàn uy tín chất lượng Ngoài ra có bán vàng ngọc và làm nhiệm vụ Full dịch vụ 8 server tại Còi ốc thi chiến bài com Quả bắc cua nó xàm vãi đái ra <laughs> Hello anh em nhá thì hôm nay là mình sẽ làm lành với lại uh, YouTuber gấu xây ra như đợt trước thì mọi người biết rồi. Thì clip đợt trước thì uh, kiểu như là uh, nó rất là giận mình, thằng gấu nó rất là giận mình tại vì mình đã phá đi một số lượng cái trang mà nó đã để trong vòng 2 3 năm trời, thực sự rất là giận. Nhưng mà mình đéo hiểu nổi luôn, đéo hiểu nổi luôn. Clip hay thì xem đi, clip hay thì like đi. mẹ mình thấy mình trôn cái là bắt đầu PM Facebook chửi. Lũ điên. tụi mày không có việc gì làm à? Lo cái miệng ăn vào buổi tối đi nghe chưa? lo chăm sóc cho bố mẹ đi lo đi làm với bố mẹ kiếm tiền đi có thời gian rảnh thì xem clip thích thì xem thích thì like không thích thì đi ra xem clip thấy mình trôn cái bắt đầu chửi nói thật với mọi người mình đã làm clip trôn là mình phải trôn hay mà mọi người xem clip thấy hay không thấy hấp dẫn không quá hay quá hấp dẫn như vậy mà không like pm facebook chửi anh còi anh còi sao anh làm anh trôn anh gấu như vậy anh trôn quá đáng vừa phải thôi anh trôn thì trôn làm gì quá đáng trôn không không trôn như vậy thì làm sao clip hay được không trôn như vậy ấy không trôn như vậy thì sao mà clip nó hấp dẫn được không trôn như vậy clip sao mà nó nhiều view được trôn là trôn nó phải thấm trôn là trôn nó phải như vậy mình nói với anh em rồi nhiều đó cải trang năm sáu chục ca ngọc mình sẵn sàng bỏ ra để làm clip anh em vui là được thích xem là được được chưa đừng có làm dẫm ba cái trò mà pm facebook anh còi ơi anh trôn anh gấu quá đang quá thật có gì đâu có gì đâu anh em trôn nhau trôn qua trôn lại là cái chuyện nó quá bình thường mà mọi người làm như nó phức tạp lắm, <laughs> đùa chứ phức tạp thật mà, đùa chứ ngày hôm nay là mình sẽ làm lành lại với gấu xây da mình sẽ gọi điện làm lành và cũng như là đền lại cái trang cho gấu xây da nha mọi người, nói chung là mình sẽ mượn lại ạc gấu xây da lần giờ mình không trôn nó nha anh em nhá, mình sẽ mua lại những cái cải trang mà mình đã làm mất của gấu xây da, nói chung là gấu xây da nó yêu cầu cải trang gì thì mình sẽ mua lại cải trang đó cho nó nha mọi người để nói chung là anh em làm lành lại thôi mua lại cái trang cho nó vậy thì tại vì sao mà mình lại đi bỏ cái trang rồi lại mua lại cái trang cho ạc gấu chay ra tốn nhiều ngọc như vậy mà anh vẫn làm những clip trôn như vậy cơ bản là chỉ cần mọi người thích là mình làm thôi mọi người thích mình làm kể cả bỏ 100 ca ngọc thậm chí là 200 ca ngọc mình không có tiếc mọi người ơi mình không có tiếc mình nếu như anh em thích không phải là không tiếc không phải là không tiếc tiền không phải là không tiếc không phải là đại gia này kia nhưng mà chỉ cần anh em thích là được Anh em thích nói mình một câu Mình ok mình chiến luôn Ở cái đất ngọc rồng này mình ok mình chiến luôn Được chưa Nhưng mà anh em xem clip hay thì đừng quên nhấn like, subscribe kênh ủng hộ mình nhá Đừng có PM Facebook mà anh cỏi ơi anh hơi bị quá đáng rồi đi Cái trò mẹ trò con nít mình trôn là mình 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 đã tính trước rồi mình trôn là mình đã tính trước rồi mình trôn là mình phải đền được được chưa còn những cái cải trang mà không đền được á, thì thằng gấu nó không cần rồi với lại là nếu như không đền được thì mình đền bằng tiền không đền được bằng tiền mình đền được bằng ngọc đấy không đền được bằng ngọc mới mình đền nó cái ác luôn đấy trôn được là phải đền được với lại trôn là mình cũng tính trước hết rồi chứ nếu như mà trôn nó thấm thì thấm như vậy nhưng mà đền thì vẫn đền được tôi được rồi bây giờ mình sẽ gọi điện gấu xây gian nói thì nói thế thôi nói thì nói thế thôi chứ gọi điện cho nó cái này là tính tiếp thử coi có làm lành được không đã quả clip làm lành với gấu xây ra này không biết tốn mớ không anh em ạ nói chung là gọi cho nó mục đích là để làm lành tình cảm anh em youtuber thôi anh em với lại nó cũng đang quảng cáo cho mình mà làm này mất mất lòng mất dạ quá này. <laughs> Nghe máy quả điện thoại này là mình mua mấy tỷ vàng anh em ạ. Mình mua 300 ngàn mà thời đó vàng đang 5k5. Bây giờ không biết vàng giá nhiêu rồi. Gấu à, coi này. À, giờ sao muốn về, muốn đổi nó tử. sao? Đâu, okay. mượn hỏi hỏi uh, gấu là anh em làm làm lành thôi anh em YouTuber làm lành đấy chứ, sao đâu? Hỏi làm lành sao nữa, được gì không? À, thì bảo là gấu là bây giờ cho coi mượn lại cái ạc Ờ, ừ, để làm gì? À, mượn lại cái ạc thì uh, cho kiểu cho như ông, hay là sao? Có trôn nữa đâu gấu bị điên à. này còi đâu có bị điên đâu bữa trôn anh em bữa trôn anh em chửi quá trời hả à thì đấy thì bây giờ là tình hình là à, cho còi mượn lại hạt này để còi mua lại đền bù cho gấu những cái cải trang mà còi đã bỏ của gấu á thì không biết là gấu thích gấu thích mua lại những cải trang nào á để còi mua cho

hôm bữa anh hỏi em hỏi sao cho anh vậy đi anh em cho anh vậy mà kiểu như còn bị a thôi gần cuối tháng rồi sắp lãnh lương rồi ừ. À. chịu khó nhịn nhục thôi à, à, <laughs> thì ra là chịu khó nhận nhục để nhận nối tiền <laughs> bia hả rồi, dạy quá mất khôn À, giận quá mất khôn <laughs> Vậy là, để được coi Vậy thì à, cho cho coi ném mặt qua cho coi mượn cái nha Để coi làm quả clip mua lại cái trang cho gấu chứ Phá, phải mua lại Ờ, ừ, à, lần này là không cho nữa nha Một lần nữa là không nhìn mặt nhau luôn đấy Để yên tâm, không trôn nữa rồi, rồi, rồi. rồi ok, ok Rồi, Clip trôn á thì thích xem Mà trôn thấm quá thì nó chửi Đéo hiểu kiểu gì luôn Thực sự là đéo hiểu kiểu gì luôn á mọi người ơi Anh em mình có nên tẩy chay và cũng như là giết những thằng đó không anh em nhỉ Thôi hello mọi người nhá Thì bây giờ trước mặt anh em đó chính là id game mà uh, nitwat what, Đó là một trong những id game đừng ngọc của mình Hiện tại là ạc này còn một gần một triệu ngọc anh em ạ à. Gần một triệu ngọc đi 975k cộng với lại 10.000 vé tăng ngọc và ở đây có rất nhiều vàng và rất nhiều bộ một sao như thế này có đủ đền cho gấu xây ra chưa ạ? À? Thì mình sẽ sẵn sàng đền bù tất cả những cái gấu xây ra yêu cầu nha mọi người tất cả những gì mà gọi là những gì mà gấu xây ra nó yêu cầu là mình sẽ đền tất tần tật luôn từ đầu đến đuôi luôn anh em nhé thì như mình vừa mới gọi điện cho gấu xây ra thì mọi người cũng biết rồi đó là gấu xây ra nó yêu cầu mình là mua lại cho nó một cái trang vô hình một cái trang đờ ra cũng như là một cái trang fort 3 để mai một mà có mở giới hạn lên 70 tỷ thì nó úp đệ cho nó nhanh anh em ạ cho nó dễ dàng thì đấy thì uh, chuyện nhỏ đối với mình thôi không có gì là khó cả chỉ cần anh em thích clip troll nó thì được Thì giống như clip troll nó thì mình cũng thấy đó là 4k một like rồi Thì tức là anh em ủng hộ khá là nhiều thì anh em thấy trôn quá thâm quá thật luôn Thực sự là trôn như vậy là lâu lắm rồi mình mới uh, gọi là bỏ tiền ra để phải làm clip troll mà quá thâm quá thật như thế Thực sự là quá thâm quá thật như thế Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đền cho gấu xây ra thì vấn đề đền nó chỉ là chuyện nhỏ thôi anh em ơi Không có gì là chuyện khó cả Đấy, nói chung là vấn đề đền là như thế này là đủ chưa 29 viên 2 sao này 4 viên này, 1 sao này 54 viên 3 sao, như vậy là đủ chưa Có cần đền thêm vàng thì cứ PM Facebook nha gấu ơi Không thành vấn đề đâu Chỉ cần thích, anh em thích Anh em trên kênh thích là được Vấn đề không phải là Tiền bạc nữa rồi, gấu xây ra đúng không Rồi, đây 20.000 ngọc đây Cả triệu ngọc cơ mà Rồi, ok chưa, thoải mái chưa Như thế này 20k ngọc được chưa với lại nhiều đây bộ một sao tha hồ mà ước uh, ước cái gì ước hẳn uh, cái bộ này nhiều đây là ước hẳn tầm 10 bộ uh, uh, ước hẳn tầm uh, uh, 10 cái uh, gọi là avatar vip luôn chơi cho nó ngầu luôn à, được chưa bây giờ sẽ đi mua cái trang lại cho gấu xây ra anh em nhé khỏi cần phiếu giảm giá chả cần phiếu giảm giá phiếu giảm giá làm cái gì trong khi đang làm clip cho anh em xem đây đúng không nãy thằng gấu yêu cầu là mua cái trang này này rồi ui uh, bạn nhận được cái gì đây Ui avatar vip kìa Phiếu giảm giá VIP kia anh em ơi Ngầu chưa Được cái phiếu giảm giá VIP này Xịn so chưa này Ôi, oh, Tuyệt 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 nhá Được cái uh, quả phiếu giảm giá VIP anh em ạ Giảm tới 50% luôn <laughs> Ngầu vãi đái nè Thôi mình sẽ mua tiếp tục mua cải trang cho con gấu nha anh em nhá Thì đây là cải trang uh, quả cải trang mà gọi là không thể đi đâu vào được Đó là quả cải trang xeo uh, con À quên thằng gấu yêu cầu mua phốt 3 đúng không nhỉ Gấu yêu cầu mua phốt 3 đây Phốt 3 nhá gấu ơi Phốt 3 được chưa Đó phốt ba nhá rồi cái trang nãy thằng Gấu yêu cầu là vô hình đúng không? Rồi vô hình đây có vô hình luôn chứ Có vô hình, thích vô hình là nó có vô hình luôn Đâu rồi nhỉ? Quả vô hình đâu rồi nhỉ? Nói chung là hôm nay là mình đền cho nó là phải đền Đền tới nơi thầy trốn anh em ạ Bây giờ là mình... Ui, cửa phiếu giảm giá VIP này anh em ơi Tuyệt chưa? Mua lấy cái cải trang uh, sen mà hung con Mà chỉ có một cân âm ngọc anh em này Xin sò chưa này Tiếp tục là cái trang Biu uh, Biu Có một ca ngọc thôi Trời ơi, nhìn nó đã gì đâu Biu Biu này da côn này bạn đã hết phiếu giảm giá bố mới chả cần phiếu giảm giá luôn chơi lớn với anh em luôn mà chơi uh, cái trang da uh, côn phải không nhỉ có cái trang biu biu rồi da côn này ôi giời lại được phiếu giảm giá vip nữa xịn sò mua được thêm cái da uh, côn chưa da côn rồi à de uh, Dracula này đó Dracula, đó bây giờ tiếp tục vô mua bình thường lại để được cái uh, phiếu giảm giá vip tiếp đấy kẻ trang hai ca ngọc lại like được cái phiếu giảm giá xịn sò đó đền tới nơi tới trốn nhé gấu ơi đền nó tới nơi tới trốn luôn bây giờ gấu thích kẻ trang gì này còi mua cho luôn này nói chung là chơi với anh em Chơi kẻ trang avatar vip một gấu bữa mình có bỏ không nhỉ à quên kẻ trang hợp thể đúng không hợp thể này hợp thể này chơi lớn với anh em luôn rồi được chưa sẵn rồi tặng thêm cho gấu bo nớt cho gấu vài kẻ trang này này bo nớt cho gấu vài cái trang 50 ngọc nha gấu nhá sơn tinh này thủy tinh này ui giời ơi Ui giời ơi, ui giời ơi, mua cả rương luôn <laughs> Mua cả rương trong gấu luôn Ui giời ơi, phun cải trang này Mua thêm cái này, mua thêm cái này nữa này Được chưa, phun rương chưa Được chưa, đền như thế anh em đã bán nhán chưa Phun rương chưa, cần thiết thì mua thêm vài cái nữa Còn ngọc mà dư ở trong ngạc này Còn ngọc mà dư ở trong ngạc Mình chuyển qua tặng thằng gấu xài luôn đó, Nói chung là trôn Trôn là có đền bù đó, đó được chưa Phun cải trang gấu nhá Phun cải trang nhá, cần mua thêm cải trang gì nữa không ôi mua tiếp nhá hết cải trang cần mua, mua thêm mấy này mua mấy cái này cho gấu về nó xài dần anh em đấy đấy được chưa mua hẳn vài cái luôn đấy rồi tha hồ mà xài gấu nhá đấy được chưa một đống cải trang một đống cải trang luôn được chưa clip này nó như thế là đủ chưa <laughs> như thế là đủ chưa không phải là trốn nhá là đền bù đồng hoàng đền bù uh, gọi là đền bù uh, cái thiệt hại ở clip lần trước đồng hoàng còn dư ngọc này hồi nãy thằng gấu có sàn 7 ca ngọc đúng không Bây giờ là hiện tại là có 12k này Với lại một đống bộ ngọc rồng 1 sao 2 sao này Thì ở đây là uh, Có một đống bộ ngọc rồng 1 sao 2 sao Mình tặng gấu luôn anh em ạ ở Quên tặng cái gì đền bù và Cũng như là ngọc đây thì mai mốt thằng gấu nó thích mua cái trang gì nó mua Và cũng như là nó thích đền bù gì Import facebook mình đền luôn cho nó Một lần cho nó gọi là Mãn nhãn được rồi, clip này mình kết thúc tại đây thôi. Nói chung là anh em thì anh em chứ, đền vẫn phải đền cho nó anh em ạ, vẫn phải đền cho nó. <laughs> Từ... Đấy anh em thấy không? Mình vừa mất mấy triệu bạc, mình mới mất 4 5 triệu bạc, 5 6 triệu bạc, 5 triệu, 5 6 triệu gì đó để mà làm một cái clip, hy sinh clip cho anh em xem. Thì anh em cũng đừng quên rằng vào shop coi hỏi com để mua ạ, à. cũng như là góp một phần vào clip trôn và nếu anh em thích những clip trôn thì đừng quên để lại ý kiến ở phần comment bên dưới nhá.